Ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đoàn tàu bọc thép rời nhà ga xe lửa ở thành phố Antium thuộc vùng viễn đông của Nga để về nước. Trong chuyến thăm Nga 6 ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được nhiều món quà. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13 tháng 9, ông Kim đã nhận được một khẩu súng trường do Nga sản xuất có chất lượng cao nhất. Ông Kim tặng lại ông Putin một khẩu súng trường do thợ thủ công của Triều Tiên chế tạo. Truyền thông Nga tiết lộ ông Putin còn tặng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên đôi găng tay trong bộ đồ phi hành gia. Thống đốc vùng Primorsky của Nga đã tặng ông Kim một bộ áo giáp hàng nhẹ hiện đại được thiết kế để tránh các vụ tấn công nhằm vào nhiều vị trí như ngực, vai, cổ họng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tặng ông Kim một chiếc mũ lồng khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đi tham quan các máy bay ném bom hạt nhân, chiến đấu cơ trang bị tên lửa siêu vật âm và tàu chiến ở thành phố Vladivostok. Tại điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn biên giới Kherson, nhà lãnh đạo Triều Tiên được tặng một bức ảnh của phi hành gia Yuri Gagarin. Cũng theo hãng thông tấn Nga, ông Kim đã được tặng 5 UAV tấn công một chiều và một UAV trinh sát Geranium 25, loại máy bay được Nga sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine. Được biết, những món quà mà các nhà lãnh đạo Triều Tiên được nước ngoài gửi tặng thường được trưng bày ở triển lãm hữu nghị quốc tế. Theo truyền thông Triều Tiên, trung tâm triển lãm được khai trương vào năm 1978 với hơn 100 phòng trưng bày, với hơn 115.000 hiện vật từ hơn 200 quốc gia gửi tặng. Quy mô được so sánh với bảo tàng Louvre ở Paris.